Ngày Tết Nguyên đán ở mỗi vùng miền sẽ có những nét phong tục văn hóa riêng, nhưng điểm chung của các vùng miền đó là đều chuẩn bị một mâm cỗ với rất nhiều món ăn ngon ngày Tết. Nếu như Tết của Hà Nội có thịt đông, Huế có thịt luộc tôm chua, vậy thì các tỉnh miền Nam sẽ không thể thiếu những món gì. Sau đây hãy cùng báo Sức Khỏe với đời sống khám phá món ngon ngày Tết miền Nam. Thứ nhất đó là bánh Tết. Bánh chưng, bánh tét ba miền đều có, mỗi miền sẽ có một nét riêng biệt khác nhau. Vào ngày Tết, nếu miền Bắc ưa chuộng món bánh chưng có hình dạng vuông vức, miền Nam gọi tên đó là bánh tét với hình trụ dài, nguyên liệu cơ bản sẽ là giống nhau. Miền Trung là cầu nối giữa hai miền, do đó cả hai món bánh chưng và bánh tét đều rất phổ biến. Thứ hai đó là thịt kho nước dừa, thịt kho tàu. Mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam rất phong phú và ít bị bó buộc bởi những nghi thức cổ truyền. Sự đa dạng trên mâm cỗ còn thể hiện sự phóng khoáng hào sản của vùng đất và con người nơi đây. Thịt kho tàu là một trong những món ăn ngon không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của người miền Nam. Món ăn này thường được chế biến vào dịp Tết, một phần vì sự tiện lợi có thể làm sẵn và để được khá lâu. Thứ ba đó là canh khổ qua. Món ngon ngày Tết trên mâm cỗ không chỉ dừng lại ở sự ngon miệng mà còn là chất tinh gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Theo quan niệm của người miền Nam, canh khổ qua là món ăn giúp xua đi những cực khổ của năm cũ, chờ đón năm mới một cách tốt lành và thuận lợi. Thứ tư đó là củ cải ngâm nước mắm, củ kiệu tôm khô. Không phải hội tả mộ, hái dưa hấu hay lặt lá mai, hình ảnh báo hiệu Tết sớm nhất đối với người dân Việt, đặc biệt là người miền Nam, chính là những bó củi hành được các mẹ, các bà, các cô mua về để ngâm, phơi, chế biến thành các món chung gọi là dưa món. Cuối cùng đó là chả lụa. Mặc dù mỗi vùng miền sẽ có những cách làm khác nhau, nhưng đa phần chả giò sẽ được làm từ thịt giã mịn, hòa chung với gia vị tùy ý, sau đó được gói trong lá chuối xanh mướt rồi đem luộc chín. Do chả lụa ngày xưa là thức ăn được dâng lên vua chúa vào những dịp lễ lớn, là món ngon của quý.